Hello, it's me Tony. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho channel của Tuấn để Tuấn có thể có thêm động lực để chia sẻ nhiều hơn những chai nước hoa của mình. Sorry với mọi người là cũng đã 4 ngày rồi Tuấn không có quay một cái clip review nào vì thời gian vừa qua thì mình quay lại công việc đi hát vào buổi tối nó cũng khá bận. Cái thứ hai nữa là hơi bị lười. Thì ngày hôm nay nhân một cái ngày mà ngoài trời nó đang mưa tầm tã, không có gì để làm, không có ra ngoài được, thì Tuấn sẽ review chai nước hoa thể theo một số yêu cầu của một số bạn là review một số chai nước hoa về mùi gỗ, một cái chai nước hoa gì đó nam tính sử dụng phù hợp với những cái thời tiết hiện tại của Sài Gòn, trời mưa và buổi chiều tối thì nó se mát, nó lạnh chút xíu vào khuya ha. Thì hôm nay Tuấn sẽ review chai nước hoa khá là kinh điển cho cái dòng gỗ. Thì đây là một chai nước hoa được ra mắt vào năm 2006 của một thương hiệu rất lớn của Pháp, đó là thương hiệu MS. Mọi người nghe tới MS là mọi người sẽ nhớ ngay tới những cái túi xách da cá sấu mà một thời điêu đứng showbiz ở, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài nữa, những cái túi da cá sấu rất là đắt đỏ ha. Thì thương hiệu MS là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng và sang chảnh, với cái những cái thiết kế nó rất là sang trọng. Thì nước hoa của họ cũng vậy, mang một cái tính chất rất là sang. Và nước hoa của MS thì rất ít khi, theo Tuấn thấy rất ít khi nó sale hay là nó discount, cho nên những cái chai nước hoa của MS thì Tuấn nghĩ là một dạng là nước hoa bình ổn giá và chất lượng nó cũng khá là bình ổn luôn, nó không có bị những cái tình trạng giống như Dior hay là Chanel hay là ngay cả Creed là bị thay đổi reformula theo từng năm hay là theo batch của từng năm. Thì đây là cái chai nước hoa mà Tuấn sẽ review hôm nay, chai Terre d'Hermès. Đây là một cái chai nước hoa rất là đình đám và kinh điển, và tới bây giờ thì nó vẫn là một cái nốt gỗ mà tất cả những người những bạn nam nào mà yêu thích cái mùi gỗ đều phải tìm đến cái nhà này và cái chai này. Thì đây là cái chai Eau de Toilette ha. Thực ra thì cái thương hiệu Terre d'Hermès của nhà Hermès này á, thì họ ra rất là nhiều những cái line khác nhau, nhiều lắm, với cái thiết kế chai chuẩn là như vậy. Thiết kế này là cái thiết kế chuẩn của cái line này ha. Đây, một cái chai với cái chữ logo, chữ H ở phía đáy chai, và cũng như là cái thiết kế nó là trong vàng, trong thủy tinh trong chứ, và cái juice nó màu vàng nhạt, cái logo nó màu cam. Thì rất là nhiều mở ra cái là thơm rồi, rất là nhiều những cái thương hiệu những cái line những cái gọi là gì ta, flankers của cái con này là nó theo cái thiết kế chuẩn như vậy. Thì hiện tại Tuấn đã test qua được 3 mùi của cái line này, đó là Terre d'Hermès, Eau de Toilette, Terre d'Hermès trắng đây, và cái chai Terre d'Hermès này Eau de Parfum. Thì cái bộ cái gift set mà ba chai này thì Tuấn đã được một người bạn nước ngoài tặng ha. Mỗi chai nó chỉ nhỏ như vậy thôi, thì hai cái chai kia mình đã xài hết rồi, mình chỉ còn chai trắng thôi. Và bây giờ là mình hốt cái em Eau de Toilette màu cái chai 100 ml này là Eau de Toilette. Thì đối với mình đây là cái mùi mình thích nhất trong ba chai. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái mùi của nó như thế nào nha. Đây là cái chai mà mọi người không có giật cái vòi lên nha, mà chúng ta sẽ vặn vặn cái nắp. Cái này ở trong cái hộp chai người ta có hướng dẫn nè mọi người. Đây, chúng ta sẽ vặn thì cái lỗ xịt nó sẽ lòi ra. Vặn xong thì chúng ta sẽ xoay nó lên thì nó sẽ lên lại như vậy, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta vặn xuống. Thì bây giờ tôi sẽ xịt lên cùm tay cái chai này. Đây là chai Eau de Toilette Demes nha. Vòi xịt khá tốt, rất phun sương, rất là đẹp luôn. Một mùi rất là dễ chịu. Những cái nốt hương đầu tiên thì Tuấn nghe ra được mùi citrus, một cái mùi cam chanh. Nó không phải là cái mùi cam chanh thuần túy mà nó có pha trộn một chút gì đó cái mùi cam chanh, mà nó mùi vỏ bưởi. Trong cái chai này thì nó có nốt bưởi. Cái mùi bưởi nó khác mùi cam chanh chút xíu. Mọi người nếu tinh ý mọi người sẽ nhận ra.
rất là đẹp. Ngay sau đó thì tôi ngửi ra được một chút gì đó nó ấm nồng của cái nốt tiêu khá là rõ ràng, khá là rõ trên cái chai này. Lucky, im đi con. À, con trai mình nó sủa. Nó rất là, nó làm cho chúng ta trong cái ngày mưa như thế này thì chúng ta cảm thấy rất là ấm ấm áp bởi cái mùi tiêu. À, và ẩn sau đó ngay lập tức là một cái mùi gỗ rất là đầm và nó có một chút bạc bạc của rêu sồi. À, một chút bạc bạc của rêu sồi. Thì Tuấn tin đây là một cái chai với những cái nốt hương nổi bật là mùi cam chanh một chút ở những cái phút đầu, và sau đó là một cái tông mùi trầm ấm của tiêu và gỗ và rêu sồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử Fragrantica họ list những cái nốt hương ra như thế nào nha. Đây là một cái chai mà Fragrantica họ đánh giá được 4.19 trên 5. Một cái số điểm cũng khá là ok cho một cái chai designer với cái nồng độ là EDT. Độ bám tỏa của chai này thì ở dạng là khá tốt. Thì theo Fragrantica họ đánh giá là chai này có thể bám được trên da khoảng tầm hơn 6 tiếng và bám trên áo quần thì khoảng 8 tiếng. Thì một cái tầm bám tỏa nó khá là tốt ha. Và chai này thì là ở cái một cái phong thái một người đàn ông nhẹ nhàng trầm tĩnh thì nó cũng không phải là bung tỏa nhiều đâu. Nó chỉ thoang thoảng trong cánh tay thôi cái mùi hương của nó. Và họ list ra cái nốt đầu tiên ở cái chai này là nốt cam và bưởi. Tầng hương thứ hai là tiêu và hoa phong lữ. Thực sự Tuấn không nghe được cái mùi của hoa phong lữ trong chai này. Vì hoa phong lữ là một cái loại hoa mà nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác nó hơi ngọt ngọt, sang sang kiểu hoa hồng, và nó có một chút the của bạc hà. Nhưng mà Tuấn chỉ ngửi được một chút the the, nhưng mà Tuấn đang phân vân nó là cái mùi tiêu, cái mùi the ấm á, và không nhận ra được cái nốt hoa trong này. Tầng hương cuối bao gồm gỗ, tuyết tùng, patchouli. Mùi patchouli không nhận ra rõ lắm. Mùi vetiver không có rêu sồi. Có thể cái mùi vetiver và patchouli nó làm cho mình bị lầm tưởng một chút. Nó hơi bạc bạc, nó hơi thổ thổ một chút, mình tưởng là rêu sồi nhưng mà không có nốt rêu sồi nha. Và có cái nốt gì nữa đây? Benzoin. Một cái hương liệu hóa học tạo nên một cái vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ. Nhưng mà chai này thì cực kỳ là một cái chai cực kỳ nam tính luôn, cực kỳ nam tính. Thì cái chai Eau de Parfum mà Tuấn cái chai Eau de Parfum mà Tuấn đã ngửi Tuấn xịt hết rồi, thì cái chai đó nó đẩy mạnh cái nốt trầm, cái nốt gọi là cái nốt nồng ấm của cái TDMS, và nó cắt bớt cái nốt cam chanh. Cho nên cái chai Eau de Parfum thì cái mùi nó sẽ trầm hơn một chút và nó ấm hơn một chút. Nhưng mà thực sự là cái độ bám tỏa của Eau de Parfum nó cũng không hơn Eau de Toilette bao nhiêu hết. Tại vì cái chai đó Tuấn đã thử và Tuấn xịt nhiều rồi, và Tuấn xịt hết hai cái set, gift set mà ba chai rồi. Chỉ còn lại cái chai màu trắng này thôi, thì ngay đây Tuấn sẽ review luôn cái chai màu trắng này. Thì cái chai Eau de Toilette thì nó được đẩy mạnh cái nốt cam chanh hơn so với cái chai Eau de Parfum. Và Eau de Parfum thì theo như Fragrantica họ đánh giá được 4.38 điểm. Và cái chai Eau de Parfum thì họ đẩy một cái nốt để tăng cái mùi trầm ấm của nó là mùi đá trầm tích. Thực sự mình không nắm rõ cái mùi đá trầm tích là cái mùi nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ đó là một cái mùi mà nó tạo nên cái vị ấm, ấm hơn cho cái chai TDMS Eau de Parfum. Thì cái chai Eau de Parfum nó mới có rêu sồi nè. Nó mới có rêu sồi. Và một cái nốt gỗ tổng hợp nhiều hơn. Thực sự là mình không còn cái chai Eau de Parfum để mình xịt và review. Thì so sánh với Eau de Toilette và Eau de Parfum. Chờ chút xíu mình dẹp loạn hai cái đứa nhỏ này. Lucky, con quậy cái gì đó. Felix, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Hai đứa bay ồn ào. Sorry mọi người, hai đứa con mình nó quậy quá. Nói tới đâu ta? Eau de Toilette thì nó fresh hơn một chút, nhưng mà vẫn cái mùi chủ đạo là mùi gỗ và mùi tiêu ha. Một chút cam chanh ở nốt đầu. Eau de Parfum thì nó ấm hơn, cam chanh bị giảm xuống một chút, và cái một độ ấm của cái ấm áp của cái chai nốt gỗ được tăng lên một chút. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chai trắng là cái chai gì đây? Cái chai này là TDMS Autre Fresh. À, cái chữ tiếng Pháp này khó đọc quá. Có nghĩa là cái nồng độ nó nhẹ nhất trong ba chai.
Ofrecia thì cái nồng độ này là cái nồng độ được xem là yếu hơn một chút so với nồng độ Eau de Toilette. Thì đây là cái chai còn sót lại mình có. Thì cái chai này được Fragrantica chấm điểm là 4.28 trên 5. Nói chung là ba chai này đều là cái số điểm trên 4 hết, thì là một cái số điểm khá là tốt cho một cái thương hiệu designer. Và thực sự cái chai này đối với mình thì mình thấy nó rất là mùi gỗ, rất là sang và nó rất là dễ sử dụng và nó rất là khá là ấn tượng. Đây là một cái chai mà nốt gỗ mà mình rất là thích trong một thời gian dài. Những năm trước khi mà mình được tặng cái set này thì mình xịt liên tục. Thì cái chai Tedabest tạm thời cái chữ Eau Très Fraîche mình nói là chai trắng ha, cái chai nắp trắng nha, nồng độ thấp nhất. Thì đây là cái chai mà nó được đẩy mạnh hơn về cái nốt cam chanh. Mạnh hơn nữa, nhiều cam chanh hơn. Cho nên nó sẽ có một cái mùi fresh hơn. À, cái mùi bưởi ở chai này rất dậy, cái mùi vỏ bưởi á. Cái mùi cam chanh khi mới xịt ra nó rất là tỏa và nó rất là ngào ngạt. Mình rất là thích. Nhưng mà đương nhiên rồi, những cái chai nước hoa nào mà đẩy mạnh về cam chanh thì cái độ bám tỏa của nó sẽ là khá yếu vì cam chanh nó tỏa đi hết thì chỉ còn lại những cái mùi trầm 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 ở phía sau. À, cái mùi này rất fresh nha. Thì cái chai mà nắp trắng này á sử dụng tốt cho mùa hè vì cái chai này họ đẩy cái nốt cam chanh lên khá là cao. Và cái chai này thì độ bám nó chỉ ở tầm trung bình thôi. Trên da khoảng 3-4 tiếng và trên áo quần khoảng 4-5 tiếng, không nhiều thì đương nhiên rồi. Và cái độ tỏa của nó cũng chỉ trong vòng cánh tay, những cái nốt hương đầu có thể nó tỏa mạnh nhưng mà chỉ sau đó một tiếng hoặc là hơn một chút thì nó sẽ dry down dần. Và những cái nốt trầm sau đó nốt gỗ rất nhẹ nhàng, nó không đẩy mạnh về gỗ. Thực sự những nốt trầm sau đó cái mũi mình ngửi ra một cái mùi xanh xanh nhiều hơn. Mùi gỗ rất thoảng. Thì cái chai này Fragrantica họ có list ra là cái chai nắp trắng này họ đẩy thêm một cái nốt là nốt nước, water note, có nghĩa là nó tạo nên một cái hương mùi biển hay là cái mùi fresh hơn và nó tươi mát hơn. Thì thực ra trong ba chai này mình chuộng nhất, mình yêu nhất là cái chai Eau de Toilette. Đó là lý do mà mình sắm cái em này chai, cho chai full 100. Chứ mình không có sắm chai Eau de Parfum mà mình cũng không có sắm cái chai nắp trắng này. Vì nắp trắng thì bám tỏa hơi 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 kém thì mình không thích. Mình thích những cái chai nào bám tỏa nó thật sự là nó dai một chút. Nhưng mà chai này thì sẽ phù hợp cho ngày nóng, ngày hè nhiều hơn là hai chai kia. Hai chai Eau de Toilette và Eau de Parfum thì nó sẽ phù hợp cho những cái ngày tiết trời nó ấm. Và thực sự là Tuấn có một số anh bạn người Việt Kiều có, người Tây có, là họ rất thích cái mùi này. Nhất là những anh bạn mà 40 bốn mấy đổ lên thì họ rất thích mùi này tại vì thể hiện được cái sự sang trọng cho cái địa vị hay là cái vị trí trong công ty của họ. Thì cái chai này là một cái chai rất dễ dùng và cái mùi nó khá là được yêu chuộng cho những cái giới mấy anh gọi là sang chảnh trong công ty. Thì sử dụng mùi này nó không một chút điệu đà gì hết, nó rất là lịch lãm luôn. Thì đây là một cái chai mà Tuấn nghĩ là các bạn yêu thích mùi gỗ nên có trong bộ sưu tập. Và đối với Tuấn, cái chai Eau de Toilette này Tuấn chấm nó 8 điểm rưỡi trên 10 tất cả mọi thứ. Chỉ có là mình expect nó một chút thêm, nếu mà nó bám tốt hơn một chút, tỏa tốt hơn một chút nữa thì mình sẽ cho nó chín không ngần ngại. Nhưng mà cái độ bám tỏa chai này ở mức trung bình khá thôi, cho nên Tuấn sẽ cho nó 8 điểm rưỡi trên 10. Và Tuấn nghĩ cái chai này mọi người nên có trong bộ sưu tập. Nếu mà nói về những cái nốt hương gỗ kinh điển thì đây là một cái chai tới bây giờ là từ năm 2016 tới bây giờ. Từ cái chai này nó sinh ra những cái flankers khác, thêm vetiver hay là thêm cái này cái kia, hay có những cái phiên bản giới hạn đều theo cái line thiết kế của cái chai là như vậy hết trơn. Đó, rất là nhiều chai. Nhưng mà đối với mình thì chai này vẫn là on top. Chai Eau de Toilette của TDMS on top. Độ tuổi khuyên dùng mình nghĩ là các bạn nam tầm 25 tuổi trở lên xài được chai này. Các bạn mà có cái tính cách nó hơi trầm một chút, hơi nhẹ nhàng, không có năng nổ quá thì sử dụng chai này ok ha. Ok, rồi. Có thông tin hay là cần liên hệ để order hàng thì hãy liên hệ vào những số contact Tuấn để ngay dưới đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Sorry trong thời gian vừa qua mình
không ra clip nhiều để tại vì hơi bị lười. Ok, nhưng mà Tuấn hứa Tuấn sẽ ra clip liên tục hơn. Thank you và nhớ subscribe cho kênh của mình nha. See you.